Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trên toàn quốc. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về những cái tay lưới giật chim ngói. Đấy, ngoài đánh chim ngói ra thì anh em có thể là sử dụng cái lưới này đánh chim vẫy hoặc là chim cu gáy. Đợt này thì hiện tại đang trong cái chương trình khuyến mại để anh em cùng tham khảo để nhận những cái mũ tặng để anh em đi đánh vào mùa đông này nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu qua cái lưới giật chim này để cho anh em cùng làm bắt được này. Về lưới này thì nó là cái lưới hai cánh này anh em này. Lưới hai cánh thì sử dụng đánh nó hiệu quả. Cái thứ nhất là chim nó sẽ không chằn được ra cánh nào cả. Và cái thứ hai nữa là cái sợi của bên cơ sở như em là làm bằng sợi dù Nhật. Đối với cái sợi này thì cái thứ nhất là bao chạy mắt cho anh em. Cái thứ hai là sợi dù cực kỳ là cao. Và cái thứ ba nữa là sợi dù này đánh thì nó rất là bền. Đấy, khi mắc vào gốc dạ hoặc là anh em đi chẳng may đá chân vào thì cái sợi dù nó sẽ không bị đứt. Còn về lưới đây anh em có thể thấy trực tiếp thực tế đây. Lưới thì đã được xỏ dây diềm rồi. Đấy, dây diềm trên và dây diềm dưới. Đấy, nhiều anh em không ưng bảo là cái dây diềm dưới nó to thì về anh em có thể là tháo ra thay trực tiếp bằng cái dây dù. Đấy, bởi cái dây diềm dưới thì đa số là nó sẽ không chịu lực như là cái dây diềm trên. Còn anh em phải giữ nguyên lại cái dây diềm trên. Dây diềm trên nó là cái dây dù chống giãn. Đối với cái dây dù này thì khi anh em giật lưới đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là cánh lưới nó sẽ đổ nhanh hơn là khi sử dụng những cái dây khác. Bởi vì cái này là cái dây dù chết, nó không có độ co giãn. Còn về lưới chiều cao của nó là 2m3. Đấy, 2m3 hoặc là 2m2. Đấy, chiều dài của nó thì nó là 8m. Đấy, chiều cao thì thường là anh em sử dụng là 2m2 nhé. Đấy, còn anh em nào mà muốn nhích thêm một tí 2m3 thì bên cơ sở là sẽ cho anh em. Còn không thì anh em sử dụng là cái sào 2m2, anh em đánh 2m3 thì cũng được. Bởi vì cái thịt nó dày hơn một tí. Khi anh em sử dụng đánh ruộng gốc dạ hoặc là đánh ở trên bãi thì mình không phải phạt cánh lưới nhiều. Bởi vì nhiều thịt thì mình sẽ dồn lên, mà mình hạ nó xuống thì nó sẽ ngụy trang được rất là nhiều. Và cái lưới này thì một bộ của nó thì là gồm hai cánh. Đấy, một bộ là gồm hai cánh như thế này. Hiện tại thì đang trong cái thời gian là ở ngoài miền Bắc là anh em đang sử dụng những cái tay lưới này đi đánh chim vẫy này. Đấy, gọi con chim cu vằn hoặc chim cu sen ấy. Đấy, thời tiết miền Bắc thì anh em biết rồi, đợt này thì thời tiết nó khá khắc nghiệt. Đấy, vào buổi đêm thì sương nó xuống rất là lặng. Đấy, sáng sớm thì anh em đã phải đi bày binh bố trận rồi thì anh em cùng tham khảo. Đấy, đợt này thì khi anh em mua một cái tay lưới như thế này, đấy, bên cơ sở em là sẽ bán rẻ hoặc là tặng cho anh em. Đấy, tay lưới này ví dụ hiện tại anh em mua bằng giá đầu vụ là 400.000 thì anh em sẽ nhận được một cái mũ như thế này. Đó, là sẽ nhận được một cái mũ như thế này. Còn không thì vẫn đang trong chương trình khuyến mại cũng như là thanh lý lưới thì anh em cứ mua một tay này không có mũ thì là 350. Còn anh em mua mà có mũ thì giá của nó là 400. Đấy, cái mũ này thì ở ngoài thị trường người ta đang bán 120.000 này. Đấy, nhưng mà chương trình khuyến mại thì bên cơ sở nhập về. Đấy, tặng cho anh em. Mũ này thì nó khá là chất chơi. Đấy, anh em có thể thấy ở đằng trong đây thì nó sẽ có những cái lớp lông này rất là ấm để khi anh em bịt tai xuống này. Đấy, mũ có vuền, ở bên trong thì nó là lỉ, là mút, rất là ấm. Cái này thì cách thức sử dụng của nó đơn giản thôi. Đấy, thì ở đây nó sẽ có một cái khuy đóng này. Đấy, anh em lựa xem vừa cái tầm thế cầm của anh em chỉ cần kéo như thế này. Anh em dính vào đây là ok thôi. Đấy, còn mặt bên này nữa thì ví dụ mà anh em khi mà đến điểm đánh rồi thì anh em có thể là lộn lên như thế này. Đấy, lộn lên và đóng vào khuy thì trên đây nó sẽ có một cái khuy như thế này này. Anh em đóng vào khuy thì trên đây nó sẽ có một cái khuy như này. Đấy, để ốp vào nhau. Đấy, thì khi ốp vào nhau thì nó sẽ lên như thế này. Đấy, cái hàng này thì thật sự là thấy nó em mua về thấy nó dùng nó khá là ấm. Đấy, thì em mua tặng kỷ niệm cho anh em khi anh em là đặt hàng lưới ở bên cơ sở nhé. Để đặt hàng mua hàng thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn một video thì xin giới thiệu chi tiết tới anh em là về cái tay lưới giật chim ngói, chim cu vằn, chim gáy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.